Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức thời sự mới nhất để chuyển đến quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 8, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đối với đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã kinh qua các chức vụ như Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Bí thư đã quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Được biết, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê quán Hưng Yên. Ngày 7 tháng 8 tại Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị lần thứ 17 khóa 11 với sự chủ trì của đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cùng dự. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và trao tặng bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho một tập thể và 4 cá nhân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu biểu 5 năm liền 2019-2023. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho đồng chí Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam và các cá nhân. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về thành lập chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp, kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp chuyên trách, dự thảo kế hoạch ra soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhờ thực hiện nhiều giải pháp cải tiến trong nâng cấp cơ sở hạ tầng, khách sạn, đổi mới trong công tác xúc tiến, quảng bá nâng cao hình ảnh đất nước con người thủ đô, ngành du lịch Hà Nội thu được những kết quả khả quan. Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 7 đạt 468.000 lượt người, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng qua, khách du lịch đến thủ đô đạt 3,494 triệu lượt người, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đến thủ đô trong 7 tháng ước đạt 300.000 lượt người, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, khách quốc tế ước đạt 2,433 triệu lượt người, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch nội địa tháng 7 ước đạt 168.000 lượt người, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, khách du lịch nội địa ước đạt 1,061 triệu lượt người, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Những tháng cuối năm, ngành du lịch thủ đô sẽ tiếp tục quảng bá các điểm đến, đầu tư vào các điểm du lịch nổi tiếng và truyền thống. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng hoàn thiện các quy trình thủ tục và nâng cấp cơ sở hạ tầng để công bố thêm nhiều điểm du lịch mới đa dạng hấp dẫn. Ngành cũng hướng tới du lịch tại các làng nghề, tham quan, mua sắm sản phẩm chất lượng cao. Sáng ngày 7 tháng 8, nhiều phóng viên, các cơ quan báo chí và số ít người dân được tham gia trải nghiệm hành trình 8,5 km đoạn trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy trước khi đưa vào khai thác thương mại. Tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn ga Hà Nội dài 12,5 km với tổng mức đầu tư 34.826 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy ga Hà Nội dài 4 km. Dự án khởi công vào năm 2009, kế hoạch hoàn thành vào năm 2015, nhưng sau nhiều lần lùi tiến độ, mốc hoàn thành mới toàn tuyến là năm 2027, đoạn trên cao dự kiến vận hành thương mại vào đầu tháng 8 năm 2024. Đến nay, toàn bộ đoạn trên cao tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội đã sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại, sẽ vận hành từ ngày 8 tháng 8 và miễn phí vé trong 15 ngày đầu tiên cho hành khách trải nghiệm.
Hiện nay thì đoạn trên cao của dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội thì đã hoàn thành toàn bộ công tác thi công và đủ các điều kiện để sẵn sàng đưa vào vận hành thương mại. Đưa dự án vào vận hành thương mại ngoài các thủ tục về nghiệm thu như tôi vừa trình bày thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công tiến hành vệ sinh công nghiệp toàn bộ các nhà ga trên cao, vệ sinh khu vực depo và rà soát lại toàn bộ hệ thống để đảm bảo tính sẵn sàng của dự án. Cũng giống như tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, khi tới ga hành khách có thể mua vé trực tiếp qua nhân viên hoặc máy bán vé tự động. Giá vé tháng phổ thông là 200.000 đồng, vé ưu tiên giảm 50% cho hành khách là học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, mua theo hình thức tập thể từ 30 người trở lên có giá 140.000 đồng. Vé ngày 24.000 đồng, có thể đi toàn tuyến trong ngày. Vé qua các ga dọc đường từ 8 đến 12.000 đồng. Được biết vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đi kiểm tra, làm việc tại dự án quan trọng này. Sau khi đi tàu lên từng ga trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định đoạn tuyến trên cao đã sẵn sàng vận hành. Trong 3 ngày, từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục VPIC tổ chức tập huấn giáo viên về nội dung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Nội dung tổng thể của chương trình tập huấn gồm phân tích cấu trúc và đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất về định hướng nội dung dạy học và ôn tập theo cấu trúc đề thi, hướng dẫn sử dụng hiệu quả các bộ tài liệu ôn thi. Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên chúng ta có một phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới, có một cái dạng thức đề mới, nhất là đối với môn toán. Thì giáo viên sẽ phải tìm hiểu và chuẩn bị cũng như là đáp ứng cho các em học sinh một cách tốt nhất để có thể đạt được kết quả một cách cao nhất trong cái kỳ thi đó. Lần đầu tiên chúng ta đánh giá học sinh bằng các phẩm chất và năng lực. Thì cái việc là cái nội hàm của năng lực là như thế nào thì các thầy cô đang quan tâm. Trước nay chúng ta vẫn quen dạy là dạy kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Thế vậy thì bây giờ chúng ta đánh giá kiến thức thì đánh giá như thế nào? Thì đánh giá năng lực không phải là không đánh giá kiến thức, nhưng mà đánh giá năng lực là đánh giá kiến thức ở trong cái bối cảnh của nó. Tức là người học sinh phải thể hiện cái kiến thức mà mình đã được học được qua những cái hành động cụ thể, hay là thuật ngữ giáo dục nói là qua hoạt động. Thì ở đây chúng ta phải tổ chức cái đề thi sao cho học sinh có thể thể hiện được những cái nhận biết về kiến thức của mình, cái nhận thức kiến thức đó qua các cái hoạt động của nó. Mà đây là cụ thể là qua những cái bối cảnh mà người ra đề thi đã làm trong các câu hỏi thi. Là năm học đầu tiên mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện theo chương trình mới, việc tổ chức giảng dạy, ôn tập cho học sinh cũng cần có tính cập nhật. Yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phẩm chất, năng lực, chứ không phải kiến thức, kỹ năng như trước. Vì vậy, cần thay đổi đồng bộ về giáo dục hướng nghiệp, quan điểm dạy và học, tuyển sinh đại học ở tầm cao mới, do đó không tránh khỏi sự lo lắng từ các giáo viên. Về cái cách thức ra đề kiểm tra đánh giá đối với các con trong quá trình ôn luyện đấy, thì chúng tôi gặp một cái khó khăn, đó là năm nay thì đối với môn sử thì có thêm một cái dạng trắc nghiệm, là dạng trắc nghiệm đúng sai. Cũng mong là các nhà xuất bản phối hợp với các thầy để sớm cho ra những cái bộ sách là công cụ hỗ trợ cho giáo viên để giúp cho việc dạy và học được hiệu quả nhất. Qua cái buổi tập huấn này thì mình nhìn tạo ra một bức tranh tổng thể của ôn thi tốt nghiệp, việc phân dạng, phân loại thành các chủ đề của ôn thi tốt nghiệp, cách thức tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh trong năm 2025 này. Đợt tập huấn thì nó rất là có ý nghĩa, cũng như là có những cái tác dụng thúc đẩy cái chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. Điều đấy thì không thể bàn cãi. Và qua trao đổi với giáo viên bộ môn toán nói riêng, cũng như là giáo viên các bộ môn khác trong toàn tỉnh, thì các thầy cô cũng đều có những cái nhận xét, những cái đánh giá rất là tích cực về các cái đợt tập huấn của Sở Giáo dục Đào tạo, của Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố, cũng như là của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định số 4068 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ thực hiện theo phương án 2+2 với hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 là ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.
Nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ bám sát vào nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời dự kiến ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các môn được làm mới hoàn toàn.